Vâng, xin mến chào các bác và toàn thể nhâm đam mê âm thanh và yêu ca hát. Xin chào các bác thích chơi hàng xịn. Vâng, hôm nay điện tử Cao Phong lại test thiết âm những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn size 3U, đẩy 5 kênh HM. Vâng, model là KB FG 4548 HM Hi-Fi Music, đẩy 5 kênh. Vâng, rất là đẹp, size 3U. Các bác ngắm nhìn này, em quay thật dần nhá, em chỉnh điện thoại rất nét, quay rất chuẩn và rất thật cho các bác để các bác ngắm được, và các bác ở xa các bác cũng có thể chốt được những con đẩy đẹp xuất sắc như này. Đẩy 5 kênh HM, các bác nhìn một bảng táp lô nằm cân đối chính giữa, 5 volume chiết áp cho 5 kênh, gồm các kênh các bác có thể đánh loa full, loa súp, loa lời hay bất kỳ một cái nhu cầu của các bác trong phạm vi sử dụng gia đình hoặc là một cái cấu hình hệ thống âm thanh. Các volume đi theo thì gồm có các cái nút. Đây, con này có cả chế độ limit và chế độ nén tiếng rất là hay. HM. Đấy, 5 kênh. Cái mặt của nó khá là đẹp luôn, nhìn rất sang trọng, hai bên có hai tai. Đấy, em quay thật kỹ các bác nhìn nhá. Size này là size đẩy 3U, khá dày và khá là nặng. Đấy, công suất rất là lớn, 800W trên một kênh. Đấy, thì nhu cầu dùng gia đình các bác như thế là quá ok rồi. Đấy, bởi vì các bác dùng những con âm ly nó chỉ có 100-200W thôi. Thế mà bây giờ bác dùng những con đẩy mà nó lên đến 800W một kênh thì nó quá ok rồi. Nên nhu cầu sử dụng của các bác thì nó quá tuyệt vời. Đấy, hôm nay em quay thật dần một cái model mẫu cục đẩy 5 kênh hàng bãi xịt đẹp tuyển chọn. Dòng cục đẩy sử dụng chưa đáng kể nên nó còn đẹp xuất sắc như mới luôn các bác nhá. Thời gian sử dụng chưa đáng kể. Đấy, rất là đẹp. Đấy, tiến về cái nội thất bên trong các bác nhìn này, chạy rất là nhiều tụ này. Và con này nó có một cái ưu điểm tuyệt vời. Nó chạy 1 này, 2, 3 cái quạt gió. Quạt gió này là quạt gió lớn 24V mà nó rất là êm. Nếu như dòng cục đẩy khác mà chạy cục đẩy mà cái quạt gió 24V này, tức là cái quạt gió 24V này là nó dùng cho các cái dòng đẩy size 3U bởi vì nó lớn. Thì nó dùng quạt đẩy quạt gió 24V, nhưng mà 24V những dòng đẩy khác nó kêu rất là cắt gió rất là lớn. Như dòng này nhá, em nói với các bác rất thì thầm luôn, quạt gió cực kỳ thì thầm. Các bác bật nguồn lên mà em cảm tưởng như là chưa bật nguồn luôn. Thế nó mới sướng. Nói rất là chất. Cái nguồn biến áp này cao bằng mặt máy nhá, cao đến nóc này luôn. Và cái dây đồng của nó dây đồng nguyên chất, nguồn khá lớn này. Đấy, tụ lọc các bạn nhìn này, rất là nhiều tụ lọc. Tụ lọc rất là lớn nhá. Đó, tụ lọc 120V luôn. Các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Đấy, tụ lọc bình thường những con tụ lọc khác nó chỉ có 180V, nhưng con này là 120V nhá. Đấy, 120V tụ lọc rất là điện áp rất là lớn luôn. Nhưng con này cực kỳ khỏe, công suất đạt đủ chuẩn 800W trên một kênh. Cho các bác có thể chơi những đôi loa 40 hoặc là những quả súp hơi 50. Đấy, rất là đẹp. Và cái nhìn cái mên vỉ của nó thì mới tinh luôn các bác nhỉ. Bởi vì thời gian sử dụng thì chưa đáng kể. Đó, các bác mua con này thì nó quá xứng đáng luôn. Đấy, chất âm hay và tiếng cực kỳ sạch sẽ, nó sáng tiếng, khỏe. Máy móc mới tinh này. Và nhìn tất cả các cái dê dợ, những cái chân cắm này. Đấy, các bác nhìn những chân cắm này còn nguyên hết keo đổ nhà sản xuất này. Đấy, keo niêm phong nhé. Các bạn nhìn tất cả các cái chân phịch cắm này, chưa một lần rút ra luôn. Đó. Đấy, các bạn nhìn tất cả những cái chân cắm cũng còn nguyên keo đổ nhà sản xuất hết. Quá chất luôn. Đẹp xuất sắc, đẩy 5 kênh. Phạm vi sử dụng rất đa dạng. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc cục đẩy hàng bãi xịn HM 5 kênh, các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 077226096 và 0368724218. Cả hai số em đều có Zalo. Em có thể gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo về nội thất. Quá đẹp luôn. Một câu phải nói là cực cực đẹp luôn. Quá xứng đáng. Vâng, đây em đang test chất âm nhé, trực tiếp từ máy tính vào này. Và ra loa này, không có qua bất kỳ một thiết bị nào, các bác nhìn xung quanh không có qua bất kỳ thiết bị nào. Đây này, dây này các bác nhìn, dây từ máy tính vào này. Em làm rất là thật luôn các bác này. Đây, dây từ máy tính vào này. Đây. Dây từ máy tính vào. Này. Đó. Đó, này. Ra loa luôn này. Tiếng quá sạch luôn. Đấy, bình thường như các bác mua đẩy chỗ khác người ta còn test qua đủ thứ thiết bị trên đời. Đấy, đấy, hai volume chiết áp nhé, em tắt đi này. Các bác nghe chưa? Đấy, kênh thứ nhất này. Đó. Đấy, kênh thứ hai này. Đó. Test cực kỳ chuẩn luôn. Tiếng rất sạch. Các bác có nhu cầu về chiếc cục đẩy hàng bãi xịn HM 5 kênh, các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại và cũng là hai số Zalo 077226096 và 0368724218. Hàng đẹp xuất sắc luôn, nó còn đẹp từ cả cái nắp các bác nhỉ. Nắp nó còn đẹp luôn.
đấy, khung sườn các bạn nhìn nó có bị bẹp méo thế nào đâu, rất là thẳng, rất là đẹp luôn này, đó, đẹp xuất sắc. Vâng, cảm ơn các bác và anh em.